Hai, mọi người mình đang ở quê, hôm nay là 30 x và chào mừng các bạn đến với kênh Film Photography của mình Nhật Tân. Mình sẽ nói về hai cái lens mà mình yêu thích và sử dụng. Đầu tiên sẽ là lens 35 đầu tiên của mình. Mình sẽ không chọn lens 50 vì bên máy kỹ thuật số của mình đã dùng quá nhiều rồi và mình không thích cái kiểu tiêu cực đấy nữa. Cái chuẩn quá chán rồi vì nó cũng ập gương một chút. Ok, mình sẽ chọn 3 thay vì lens 50 thì mình có thể chụp chân dung, phong cảnh hoặc là street style đường phố đấy, chụp những không gian hẹp như ở trong phòng đấy. Và lens 85 để cho những ai thích thực sự là thích chân dung hoặc là thích những cảnh chủ thể là mình chụp á, mà muốn gọi lên thì chỉ còn dùng 85 hoặc là 135. Khẩu thì yêu thích của mình là 2.8 không phải 1.8. 1.8 là khi mà các bạn chụp những cái thật tiện mà thiếu sáng quá nhiều thì các bạn sẽ dùng 1.8. Những cái mà chụp về phong cảnh thì 85 không chụp được vì nó quá hẹp, cho nên con này là tiêu cự vàng ở trong chân dung tầm trung các bạn. Còn nếu các bạn muốn chân dung đẹp hơn và hoàn hơn thì lên mua 135 thay vì 85. 85 thì mình chụp cả chân dung cả cả lời luôn á, thì mình sẽ chọn 85 vì cái tiêu cự đấy là khá đẹp. Đối với mình thôi, mình hay 2.8 chụp ban ngày. Nếu mà nắng quá thì mình sẽ khép xuống 506. Okay. À, còn lên 85 thì bạn chụp chân dung cũng được, cũng đẹp. Được cái là nó không sợ không cao vì đây là tiêu cự 3, tiêu cự 35 và 85 khác hoàn toàn. Và mình đang quay ở trên máy ảnh bạn thì là mình để 35 nhưng mà mình sẽ bật lên khoảng 40 tròn để sau mình để nó bông tốt hơn. Cái lens mình đang quay là 2.8, còn đây cũng 2.8 đến 35 này. Ok, kết luận lại là các bạn muốn chụp đa dụng tất cả mọi thứ thì các bạn mua 35 và 50 đấy, trong hai này cũng được đấy. Còn các bạn đi chơi mà như lâu vậy vào một căn phòng hoặc là lâu lắm nó hẹp quá thì các bạn chỉ có 35 thôi, 50 cũng không được, 50 rất hẹp. Đấy. Còn các bạn đã đi chơi kiểu nơi rộng và có nhiều góc có thể chụp được hoặc là có thể ngắm được thì bạn dùng 85 nó sẽ đẹp hơn, hơn 50 nhé, cùng 108 nhưng mà con này sẽ hơn vì con này nó sẽ cận hơn và chụp được lét hơn nha. Ok, ok, clip mình đến đây là kết thúc. Mong các bạn sẽ đăng ký like kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn.